truyền thống. Bố biết đây là pháo từ phu bù. Ồ, thằng này không phải thằng khóc sống như mình rồi. Bà này giống Oma này. Thằng này không phải thằng sống như mình rồi. Đúng không gấu? Gấu xem là thằng này sống như mình không? Đúng ạ. Bố như không phải. Hình như nhà thằng Lê Lốc thì phải. Có phải thằng Lê Lốc không? Phải thằng Lê Lốc không nào? Mẹ mày xem có phải thằng Sóc đi đi tìm thằng Sóc về thế nào? Không, thằng này có phải thằng Sóc. Có phải thằng Sóc không? Này thằng Lê Lốc bảo bố. Con bảo bố chứ sao lại bảo mẹ? Con quay ra con bảo bố. Thằng này không phải thằng Sóc rồi. Thế con phải thằng Sóc không? Sóc có bố tên là gì? Bố tên là gì? Nếu không đúng nói đúng là không phải là Sóc. Bố Tà chứ. Bố gì? Bố Tà. Mẹ gì? Mẹ là bố. Anh gì? Anh Vũ. Ơ thằng này thằng Sóc thật à? Hay là thằng Leon? Không, bố bố Sóc hay Leon nào? Sóc. Đúng không? Yeah. Sóc là Leon nữa. Phải mẹ không? Nhìn phải mẹ không? Hồng. Trinh gì? Đúng rồi, cả hai em đều là nát nam mờ của cả hai em đều là Trinh mà. Gấu là Trinh gì? Bố của người. Gấu là Philip Trinh. Ông sẽ anh sẽ sắp phải là Trinh cũng. Có. Sẽ anh sẽ sắp làm cửa hát nữa. Có. Nát nam mờ của sắp cũng là Trinh, của bố cũng là Trinh. À ba, mẹ. Mẹ là Tran. Sao Tran thôi? Sao Tran? Cái phim như của mình phải Trinh thôi chứ. Maxi thật là người mà mình nhìn Maxi Million. Đúng rồi. Đây bên đây sẽ Max. Ủa đó Max gọi thì gọi ngắn gọn là Max. Còn tên của bạn đầy đủ là Maxi Million. Tên nó dài được rồi.